Xin chào các bạn, hôm nay tôi là cơ qua bên quận 4 và đang có mặt trên đường Nguyễn Hữu Hào. Thì vô tình phát hiện ra một quán bún riêu 31 năm rồi các bạn. Bún riêu của cô Nga. Đây các bạn. Đây, bún riêu của cô Nga đây. Thu Nga Nguyễn. Wow. Đây là gian bếp của quán của cô nè. Bán 31 năm rồi các bạn. Đợt đó là cô Nga khai trương là nhằm ngày Tết. Nhằm ngày 25 Tết năm 1988. Wow. 25 Tết năm 1989. Cái gì? Một tô giả, một tô giả mà có hộp nên một tô 52 tô 70. Tô có hộp, tô không có hộp. Đây là rau nha các bạn. Cái riêu là cô dùng cô biển hay cô đồng cô? Cô đồng. Cô đồng. Có bao nhiêu tiền không? Có một số vỏ dùng cô biển. Dạ. Đây ấn tượng nhất ở đây là cái trái cà nguyên trái luôn. Cái cà chua là do là tại vì nước nó sôi quá. Mình mà để nó sôi mà nếu mà mình cắt ra thì nó vỡ ra hết. Dạ. Chung ở đây cái gì của cô Nga cũng là khổng lồ, cái cục huyết cũng bự hơn chỗ khác, miếng đậu nó cũng là một miếng nó cũng to hơn chỗ khác. Bạn có ăn không? Quán của cô Nga rất là dễ tìm các bạn. Đây, các bạn đi qua hướng cầu Hồng Lãnh á, trên đường Hoàng Diệu các bạn rẽ tay trái vô rồi rẽ phải qua Nguyễn Hữu Hào. Mình chỉ bán một địa chỉ đây thôi hả cô? Bi
chính hơn. Trời, ở dưới nha các bạn. Nồi nước sôi nó hấp dẫn quá con ơi. Nãy giờ mấy xô luôn rồi chứ một xô cái gì? Có nhiều rồi. Nói chung là bán một nồi vừa xô. Dạ. Ở đây có nước mía đây mọi người. Wow, cục cua. Ví dụ như Khánh muốn mua nguyên cục cua đó được không cô? Được chứ, nhưng mà họ ăn không nổi. Tại vì nó là thịt tôm, trứng. Chua chứ cắt miếng nhỏ thì nó tan hết. Cái tô đó là bao nhiêu hả cô ha? Tô này là 30.000, còn tô chả là 30.000. Tô chả là 30.000 các bạn. Giò nạc 4.000. Mình có nghỉ ngày nào trong tháng không cô? Mình có nghỉ ngày nào trong tháng không cô? Hả? Mình có nghỉ ngày nào trong tháng không? Có khi phải, có khi nghỉ tại vì mình đạo Chúa, cho mình nó không quan trọng ngày rằm ngày cha gì hết. Dạ. Nhưng mà có việc dỗ quải hay là đi đâu đó thì cũng phải. Dạ. Chăm nước liên tục không ạ? Tất cả bao nhiêu món này, bao nhiêu đây là cô tự cô làm luôn đó cô? Có vài người cô không, ý là những cái khâu mà chế biến đồ này cái gì đó là chính cô làm. Phải chế biến chứ, tại vì không phải nó đâu. Yeah. Không có những món ăn ví dụ như cái quán đó nha, vợ bán nhưng mà chồng nấu. Dạ. Yeah. Cũng được, tại tất cả đều phải là công gái mở. Dạ. Như quán ăn của bà Béo trên đường 138 Võ Văn Tần đó mọi người. Là cái quán đó là cô bán nhưng mà người nấu là chú nấu. À, giờ phát hiện ra cái nồi nước này sôi nãy giờ để đựng rau các bạn. Thế nó sôi hoài không thấy làm gì. Đó là để đựng rau. Mùng 1 là cô nghe không có.
cho xin tiền trong quán của chị. Hồi nãy trên đường đi tụi con cứ sợ là qua đây cô không có bán. Có chứ. Dạ. Mùng 1 á. Nhìn hấp dẫn rồi. Quán con Nga bán từ 11 giờ trưa nha các bạn, mỗi ngày. Ngày nào cũng bán luôn. Đông nhất là buổi trưa với buổi chiều hả cô? Đông nhất là giờ ăn trưa và giờ chị xế đi làm về. Dạ. Ở đây có mấy nhân viên văn phòng quá trời. Quán sập sập về mà ba mấy năm rồi đó các bạn.